Ok, bây giờ cô sẽ cho các bạn đánh vần nha. Để các bạn ôn về nhá. Bạn Duy ơi, bạn Phương ơi, cố gắng về luyện nốt cái bài phản xạ con vẹt nhá. Được chưa ạ? Các bạn sẽ phải học thuộc đấy, bởi vì cô sẽ hỏi nội dung các bạn có thể kể lại toàn bộ câu chuyện mà không nhìn. Được không ạ? Thì cái đấy là cái mà các con sẽ phải nhớ nhá. Rồi, bây giờ cô sẽ đi vào cái bài đánh vần nhé. Bây giờ bạn Đức có tự tin đánh vần toàn bộ các bài của cô không? Bạn Phương và bạn Duy nhẩm theo nhé. Cô sẽ kiểm tra bạn Đức trước nhé. Sau đó cô sẽ kiểm tra hai con. Nào, bạn Đức đọc cho cô nào. Bật mic lên nha. Và hãy để camera nhìn ở ở mặt nhé, để cô nhìn khẩu hình của con nhé. Xuống tí nữa. Rồi, ok. Đẹp trai là phải để ra để cho cô ngắm nha. Không được che mỗi hai cái mắt đâu. Cô nhìn mỗi hai cái mắt cô chả thấy, không biết là có phải bạn Độ đang bị đau răng hay làm sao mà cô biết được, đúng không? Nên ra là hãy để cả khuôn mặt cho cô Thanh xem nha. Rồi, bây giờ bạn hãy đọc cho cô Thanh tất cả toàn bộ từ này nào. Các bạn còn lại thì bạn Duy và bạn Phương ngồi nhẩm nha. Thì nữa cô cũng sẽ gọi điện, cô sẽ kiểm tra từng bạn đấy. Nào, bạn Đức bắt đầu đi con. Xí nè mà. Xí nè mà. Bật âm sờ ra con. Xin. Xí nè Xin mà. Xí nè number. mà. Đúng Xí nè rồi, mà. bật âm S ra. Xin number. Xí nè mà. Đúng rồi. Sick. Sick. Visit. Bật âm cờ Sick. ra. Sick. Sick. Rồi. Visit. Infinite. Sit. Kiss. Rips. Sit. Kiss. Rips. Income. Instance. Infant. Instance, để ép hai cả hai âm Instance. s nhé, một cái âm s đầu và âm s cuối nhé. Instance, Instance. đúng rồi. Infant. Rồi, tốt Ministry. Ministry. tốt. Idiot. Nào, cái này là gì con? Idiot. Idiot. Đúng rồi, idiot, không phải là idiot Idiot. đâu nhá, idiot. Bởi vì Idiot. nó nhấn vào tâm ý y nhá. Thế không phải, nó phải nhấn vào âm đi. Thế đâm ra là con phải là idiot chứ không phải là idiot. Được chưa ạ? Mình phải là idiot. Rồi, good Idiot. job. Tiếp nào. Ministry. Nào nào, cái câu này cơ mà. Minister. Đúng rồi, minister. Minister. Tiếp. Delivery. Nào, đọc lại nào. Delivery. 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 Đúng rồi, hãy ngân từ lý ra. Delivery. Delivery. Rồi. Pacific. Bật âm phở mạnh lên con. Pacific. Đúng rồi. Đúng rồi, Pacific. 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 Đúng rồi. Ignorance. Đúng rồi. Lyric. Đúng rồi. India. Đúng rồi, India. India. Political. Bật âm pờ mạnh ra nào. Political. Đúng rồi, những cái âm pờ là phải bật hơi ra nha. Elephant. Bật âm đuôi nào. Elephant. Elephant. Elephant.
Đúng rồi. Front. Punch. Đúng rồi. Punch. Elephant. Elephant. Đúng rồi. Elephant. Bật âm tờ nhá. Bam. Cái âm âm đuôi của con là bị thiếu nhá. Elephant. Đấy, bật âm. Elephant. Chữ thờ nữa con. Thở hơi. Elephant. Elephant. Đúng rồi. Ten. Tiếp. Invest. Đúng rồi, invest. Không phải là invest, bởi vì nó là nhấn vào từ vest đúng không Invest. con? Đúng Invest. không? Invest. Invest. Medical. Đâu? Cái âm này là âm gì con? Medical. Đúng rồi. Medical. Bật âm khờ. Medical. Đúng rồi. Feet. Step. Back. Ừ. Cái này khi mà nó phiên âm nhá. Nếu như ở trên này nó là âm Y thì con mới đọc là âm Y nhá. Còn nếu như mà ở dưới này nó đọc là âm E thì con phải đọc là âm E nhá. Chứ không phải là con lại đọc thành âm Y đâu. Được không ạ? À? Cái này nó đọc là M-E-M-E. Còn cái này là I-N-I-N. Thế thì con nhìn ở đấy đây cũng là âm E đúng không ạ? Đấy, một số những cái nó gầm Y thì con viết cả đọc thành âm Y. Chứ còn nếu mà con ở đây con không đọc là medical đâu nhá, mà đọc là ME mà, đúng không? ME sắc mé, medical. Đấy. Và con hãy chú ý nhá, đánh dấu cho đúng, bởi vì dụ như dấu trọng âm nó nhấn vào từ nào thì mình mới đóng từ đấy ngân ra mạnh ra và đánh dấu sắc vào cho cô. Còn những cái từ không còn lại thì không đánh dấu thì mình đừng đừng nhấn trọng âm sai. Được không? Ok. Rồi, tiếp tục nha con. West. Rồi, west. West. Test. Đúng rồi. Đấy, tức là gì? Đức nó con có một cái điểm mạnh là gì? Con rất là nhanh, nhưng mà con sẽ cần phải chú ý thêm một số những cái vấn đề như là nhấn trọng âm. Con đánh dấu nó chưa thạo, đâm ra là con bị đánh nhầm. Ví dụ như là cái dấu đánh dấu là vs vest sắc vest đúng không? Thì con lại đánh là invest đúng không? À, con đọc là invest đúng không? Lúc đầu con đọc là invest. Bởi vì con đang nhấn vào cái chữ in đầu tiên, cứ mặc định là cái đầu tiên là con bị nhấn. Nhưng mà thực tế là trong cái phiên âm thì nó lại là đánh từ vest đúng không ạ? Nó đánh ở chữ v này cơ mà, đúng không? Nó không đánh chữ in đúng không? Thế thì con phải đánh vào đây là mới là dấu sắc này. Còn đây là dấu huyền này. Đấy, thì con lại bị mặc định là con theo kiểu dạng cứ đầu là con nhấn. Thế đâm ra cái có những âm nó không phải ở đầu đâu con. Nó xuất hiện cái dấu này ở đâu thì cái từ đằng sau cái dấu phẩy đấy mới được nhấn và mới được thành dấu dấu sắc. Còn đâu toàn bộ có những còn lại là những cái mà là thành dấu huyền và những cái nào mà nó xuất hiện dấu trọng âm phụ thì mình sẽ không có dấu trong đấy. Thế đâm ra làm con phải chú ý đánh dấu cho đúng. Và thứ hai nữa là các âm của con, những cái âm đuôi là con hay bị bỏ quên. Ví dụ như là invest, mình chỉ đọc là invest, invest không đúng, phải là invest. Tức là phải có âm đuôi trong đấy. Ví dụ như kết thúc của nó là âm tờ thì con phải bật âm tờ. Đúng không ạ? Nếu kết thúc của nó là âm N thì con sẽ đọc là ten. Ừ, đúng không ạ? Ừ, đúng không? Đấy, những cái âm đuôi đấy, ví dụ như là medical, call, đúng không? Thì là phải call, đúng không? Đấy, những cái ví dụ như là như này. Eastern, đúng không ạ? Eastern. Thì cái âm đuôi của nó là gì? Stern là chữ N hay là chữ S? Thì mình phải thấy nó là chữ S thì mình phải đẩy xì hơi của âm S ra. Thế còn in front, mình không đọc là in front mà mình đọc là in front. Đấy, bật âm đuôi của nó lên. Được chưa ạ? Hãy bật cái âm đuôi của nó lên. Đấy, thì đôi khi con chưa để ý những cái âm đuôi này. Đấy, con phải đọc như là Pacific, đúng không? Thì nó là phịch. Bật âm thờ là gì? Đấy, bằng âm hơi. Thế là Pacific. Đấy, và những cái âm pờ này này, con thấy xuất hiện chữ âm pờ này, con phải bật hơi mạnh ra cho cô. Bởi vì khi mà mình mới tập thì mình phải tập cho nó nội hết nội lực ra. Để khi mà con vào ấy, cái não bộ của con ấy nó bị tiếp nhận nhiều lần cái âm đấy bật mạnh ra thì lúc khi con chỉ cần hơi nhẹ hơi cái là cái hơi của con nó đã bật ra một cách trôi chảy rồi. Nhưng vì bây giờ mình chưa quen, mình chưa tạo cho nó thành một thói quen thì đến khi mà con vào âm con chả nhớ bật hơi thì nó ra. Thế xong đến lúc mà vào một bài đấy là con quên hết các âm luôn. Đấy, thế đâm ra là mình hãy bật ra, được chưa ạ? Tập, nhưng mà tập đâu mình chắc cái đấy. Ví dụ âm pờ, con nhìn thấy âm pờ phát là con phải nhớ ra cái não bộ của con là phải bật hơi. Mà để nhớ được điều đấy thì con chỉ có tập nhiều, chả có cách nào khác cả. Và nốt lại trong cái vấn đề học là gì? Âm pờ là con phải bật mạnh ra. Pờ.
Per, đúng không? Political, đúng không? Hay là gì? Pacific, đúng không? Thì bật nó mạnh ra. Đấy. Hoặc là những cái âm đuôi. Con nhớ âm đuôi cho cô. Và nhấn trọng âm. Đấy là cái mà ba cái của Đức là cần phải lưu ý nhá. Một là bật hơi này. Thứ hai này, đánh dấu trọng âm này. Con phải đánh dấu đúng này. Chứ đừng có mặc định cái đầu tiên là nhấn nhá. Dấu sắc nhá. Bởi cái đầu tiên không phải nhấn dấu sắc mà con phải nhìn vào phiên âm. Cái nào nó là đằng sau dấu phẩy thì con nhấn trọng âm ở đấy. Và thứ hai nữa là gì? Những cái âm đuôi là con phải bật toàn bộ những cái âm đuôi lên. Được chưa? Đấy, ba cái đấy. Trong quá trình hàng ngày là bài tập của con đó là gì? Mỗi một ngày con đánh vần một trang cho cô nhé. Mỗi ngày con đánh vần một trang. Để làm sao con nhẩm dấu nên nó quen. Chị nói thật nhá, tiếng Anh nó không cao siêu đâu, mà quan trọng là chăm. Đấy, chăm, chăm. Mà làm hàng ngày. Bởi vì nếu như mà con là lâu lâu con chăm chăm một hai bữa xong rồi đến lúc mà con bẵng con để thời gian mà cái tiếng Anh của con nó chưa được sử dụng nhuần nhuyễn ấy thì nó quên sạch luôn. Đấy, nó giống như mình học vẹt ấy, mình học là mình chưa đến cái mức mà nó nhớ và tiềm thức được thì đương nhiên là nó lại quên. Thế là học đi học lại thành 12 năm như bố mấy cô ngày xưa là cứ học lại 10 năm, 12 năm cũng chả nói được tiếng Anh. Thế nhưng mà nếu như mà con đọc, con tập nó thường xuyên thì con 3 năm con thường xuyên mà có giống như em bé 3 năm được nói với bố mẹ hàng ngày tiếng Anh thì chắc chắn là nó sẽ giao tiếp được cơ bản và nói được tiếng Anh. Còn nếu mà học nâng cấp lên thì là 1 2 năm nữa, thế là 5 năm là con siêu rồi, đúng không? Mà bây giờ con đang học lớp 4 mà con học 5 năm là con lên lớp 9 là con tanh rồi. Con kiểu gì con cũng giỏi tiếng Anh rồi, đúng không? Là bây giờ con sẽ bằng cô Ân rồi. Thế còn đừng để lớn như cô hẵng học, nó muộn đấy. Đúng không? Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Thế thì cô mới nói là gì? Con hãy chú ý nhé. Chậm nhưng chắc. Đó là gì? Để ý. Đọc thật chậm thôi. Chỉnh các âm. Đấy. Bật âm đuôi. Nhấn trọng âm ở đâu? Rồi các chữ đọc. Đấy. Đọc từng từ một. Cô có khi cô phải đọc từng từ một ấy. Đọc xong là đọc. Xong là đọc với 365. Đọc với Google Dịch. Đọc với cả CapCut. Để nó dịch ra. Xem là cái phát âm của mình. Nó có đúng không? Đúng không? Nếu mà nó đúng thì chứng tỏ là cái khả năng ít nhất là mình cũng được 70% giống bản ngữ và người ta hiểu được mình và nói cũng được 70% rồi. Còn nếu như mà con đọc đọc hay đấy, đọc nhanh đấy nhưng mà đến lúc mà đọc vào CapCut Google nó sai tà le. Thế thì đến khi mà sai như vậy thì con đi thi, về sau con thi những cái chương trình nâng cao hoặc là IELTS là máy nó không nghe được con, thế là con không có điểm. Nhưng mà nếu mà con đọc với CapCut mà cái Google nó nhận dạng nó đọc được đúng là kiểu gì cái bài điểm con trên hệ thống đi thi là con cũng sẽ được điểm. Thế đâm ra con luyện ngay từ bây giờ là con phải luyện với 365 để xem là cái khả năng tiếng Anh của mình cái máy nó có nhận được của con không. Nếu mà nó nhận được thì con đi thi ngon hơn, đúng không? Khả năng nói và nghe của con sẽ tốt lên. Được không? Rồi, thế bây giờ bài tập của Đức nhá, nhớ nhá, ngày nào con cũng sẽ đánh vần một bài tiếng Anh này cho cô nhá và luyện các âm IPA. Những cái ba cô cái cô vừa nốt ấy chú ý vào cho cô là được. Nào bây giờ bạn Phương đọc cho cô nhá. Cô kiểm tra Phương. Sau đấy là bạn Duy nhá. Duy bật mic lên nào, Phương mời. Duy bật cam lên con. Con không bật cam làm sao cô biết là con đang ngồi học hay con đang ngồi chơi? Bật cam lên nhá. Bạn Duy nhá. Nào, bây giờ Phương đọc cho cô nhá. Hãy chú ý, lỗi của người khác cũng là lỗi của mình. Khi mà cô sửa cho một bạn thì các bạn hãy lắng nghe và sửa luôn nhá. Không phải cứ phải đợi cô giáo mới gọi mình mới đọc đâu nhá. Các bạn hãy luyện đọc và khi mà cô sửa hãy lắng nghe lỗi của người khác để là à đấy, hóa ra những cái lỗi đấy là mọi người rất hay lỗi phải, đâm ra là mình sẽ để ý được hơn trong cái bài tập của mình. Được không ạ? Các bạn hãy tiết kiệm thời gian bằng hãy nghe, hãy luyện tập và tập trung nghe là cô giáo đang sửa bài cho các bạn. Rồi, bây giờ con đọc đi nào. Bật âm S gì ra. Đúng rồi, Cinema. cinema. Tốt. Ừ. Ừ. Không phải đọc là risk đâu mà risk.
Bật âm cờ bằng hơi thôi, đừng đọc hẳn ra tiếng là risker như tiếng Việt. Risker nó như kiểu bị thuần Việt rồi. Thế con sẽ đọc là risk. Và cái âm cờ là gì? Giống như con khạc ấy. Đấy, risk. Đấy, thì con nghe thấy nó gần như là chữ cờ, nhưng mà nó không phải là bằng, nó rõ âm như là chữ cờ, bởi vì thực ra nó toàn bộ đấy là bằng hơi. Và hơi là đó là gì? Đẩy hơi ra vào. Giống như kiểu con nói thì thào các bạn của con ấy, và con không rõ tiếng mà con chỉ nói bằng hơi thôi ấy, bằng âm gió thế. Thế thì cái âm này là âm gì? Vậy là risk. Rồi, đọc lại từ risk cho cô nào. Risk. Rồi, tiếp. Income. Impotent. À, âm này nhá là s, stern. Đẩy S gì ra s, nè, xong à stern. S gì tiếp? Instance. Rồi, tạm ổn. Infant. Tốt. Meaning. Rồi. Idiot. Rồi, tốt. Meaning. Ừ. Delivery. Tốt. Pacific. Bật âm P mạnh ra cô. Pacific. Đúng rồi, Pacific. Đúng rồi. Đấy, khi mà mới luyện con cứ tập như thế, xong dần dần con cái não bộ của con nó sẽ quen và con sẽ mềm hơi hơn. Rồi tiếp nào. Ignorance. Ignorance. Đẩy S gì ra? Ignorance. Lyric. Đúng rồi. India. Rồi, tốt. Political. Đúng rồi. Bạn Duy Eleven. nhớ phải ngồi học nhá. Nhẩm tí nữa cô gọi đấy. Con sẽ phải đọc được đấy nhá. Con là tập sau là con sẽ có thời gian luyện tập hơn và con có thể nhìn các bạn đọc nhá. Thế đâm ra là tập sau mà không bằng người trước là không được đâu nhá. Rồi. Elephant. 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 Rồi, tiếp. Hen. Và cái ten này con nhớ là kết thúc là Hen. ten. Ten. Hen. Đúng rồi. Invent. Invest có đúng con? Invest. Theo con thì là gì? Con nhẩm lại dấu của cái này đi nào. Xem nó là gì. Invest. Invest. Nhá. Invest. Vs vest sắc vest đúng không? In Invest. in huyền đi. In huyền. Về. Uyên hình in huyền Invest. gì thì con nhỉ? Đúng rồi, vậy thì phải là in gì? Invest. Đúng rồi, phải nói là invest, không phải invest đâu nhá, mà là invest. Medical. Đúng rồi. Tiếp con. Đúng rồi, medical. Rồi tiếp. Stat. Âm E đúng không? Con nhìn thấy đúng không? Apple. E. Stat. Ở trên này Nó chưa hiện hả? ạ. À đây. Thấy Ờ. rồi. Tip. Tip. Step. Bật âm P ra. Step. Bật âm đuôi. Tip. Step. Tip. West. With. Test. F. T-E. Test. F. Không phải S đâu. T-E. E-S. Test. F. Đúng rồi. Rồi đến lượt Duy nhá. Duy đọc nào con.
Rồi. Cinema. Giỏi. Sick. Tốt. Visit. Tốt. Infinite. Bấm đuôi lên. Infinite. Infinite. Đúng rồi. Sit. 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 Đúng rồi. Kiss. Đúng rồi. Risk. Tiếp. Income. Đúng rồi. Instant. Đức ngồi nhẩm theo đi con. Đức nhẩm theo nhé con nhé. Infant. Tiếp đi con. Ministry. Đúng rồi. India. Ministry. Bật âm S à. Mini. Ministry. Đúng rồi. Bật âm C ra. Ministry. Đấy. Tức là âm S của con phải bật ra. Ministry. Ministry. Rồi. India. Idiot. India. Tiếp. Minister. Đúng rồi. Delivery. Tốt. Pacific. Bật âm P ra con. Pacific. Pacific. Bật như ở này. Pacific. Đúng rồi. Pacific. Pacific. Ừ. Ignorant. Đẩy S gì ra. Ignorant. Đây này, có S gì cuối con để ý này. Ignorance. Ignorance. Đúng rồi. Lyrics. Đúng rồi. India. Rồi. Political. Giỏi, đấy, đã rút kinh nghiệm bật âm P hơn rồi đó. Rồi, tiếp tục nha con. Elephant. Elea, cái này là đúng không? Đánh vần lại cho cô nào. Cái này đâu phải là elephant đâu con. Cái này là gì? Phiên âm nó là gì? Âm này nhấn trọng âm này. E sắc gì? L I L I Huyền. Billy Ơn ờ, ơn front front Huyền. Elephant. Vậy là cả câu là gì? Ali. Đúng rồi, chính xác. Con nhớ nhầm dấu của cái từ này nhá, là elephant. Tiếp đi con. Ten. Ừ. Chỗ này các bạn lúc nãy bị sổ lỗi đấy, con xem con có bị lỗi theo giống các bạn không nhá, bởi vì con là người nghe cuối cùng được hai bạn sửa rồi, thế bây giờ con nhầm xem đúng cái dấu này không nhá. Invest. Đúng rồi. Rút kinh nghiệm tốt đấy. Invest. Medical. Medical. Đúng rồi. Step. Bật âm đuôi lên nha con. Step. Step. Đúng rồi. Step. 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 Rồi. West. West. Đúng rồi. Step. Test. Test. Rồi, gần được. Cái đấy con sẽ luyện dần nhá. Rồi. Bây giờ thì cô sẽ các bạn sẽ về nhá. Cố gắng bạn Phương và bạn Duy ấy, là sẽ cố gắng học thuộc bài con vẹt cho cô nhá. Được không? Và đồng thời là con sẽ nộp bài con vẹt này và mấy câu giao tiếp này mà cô học cho con học đến câu thứ mấy rồi. Con còn nhớ không? Phương, bật mic lên cho cô. Hôm trước mình đã học giao tiếp đến câu thứ mấy rồi con? Chứng tỏ là các bạn không ôn đúng không? Các bạn phải ôn đi chứ.
Cái mấy câu giao tiếp và cô giao về nhà là chúng ta sẽ phải học thuộc đến câu bao nhiêu rồi. Thì các bạn phải xem lại xem là hôm trước là mình học 4 câu rồi đúng không? Có nhớ không? Đừng đến muộn ngày mai. Rồi đây có phải chiếc áo của bạn không? Đấy, những cái câu đấy là con đã học chưa? Bạn Duy, đọc chưa con? Cái đấy con học cho cô nhá. Được không? Nếu như có cái file nào mà con chưa chưa nhớ, con chưa tìm được ở đâu thì con hãy bảo cô nhé, để cô gửi cho con nhé. Nếu không nhầm thì cô đang ghim ở trên đầu Zalo đấy. Thì xem con xem có phải cô ghim trên đầu Zalo không, thì con tìm lại trên đầu Zalo cô ghim ở trên đấy. Thì là nó có cái câu mà mấy câu giao tiếp với bản xứ các thứ đấy. Đấy cái từ thông dụng hàng ngày thì các con sẽ phải học nhá. Hôm trước là cô giao đến câu thứ tư rồi. Thế đâm ra là con sẽ học thuộc câu đấy cho cô nhá. Còn bạn Đức đã học thuộc rồi thì vẫn cứ ôn luyện và gửi vào trong nhóm như của cô Ân nhá. Thì con sẽ bài tập của Đức thì sẽ là phải đánh vần mỗi ngày cho cô một cái phần này nhá. Đấy, và bây giờ thì cô sẽ ôn lại cái bài giao tiếp nha. Được không? Đây nhá. Cái này là Đức con có cái bản này rồi đúng không? Con có cái phần bản đánh vần này chưa nhở? Hồi cô gửi đầu tiên Vâng. đấy. Con vẫn lưu trên hệ thống đúng không? Nếu mất thì báo cô nhá, để cô gửi lại nhá. Thế còn đâu là Vâng. Đức đã có những cái âm của cái âm mà con đã học hôm trước, con đã học cái âm IU. Âm này chưa? Âm IPA này này. Âm này con đã học chưa? Ai. Ai. Con đã học rồi chưa? Ai. Đây, like, time. Chưa gồm. Chưa à? Cái này là hình như Vâng. con cô nhớ là hôm nay con có học không nhỉ? Hay là con mất điện nhỉ? Ok. Cái này cô sẽ hôm nào cô sẽ điêu hết một lượt, sau đó là cô sẽ ôn lại kiến thức cho các con nhé. Làm giúp điện Con thoại. xem vào trong cái nhóm Zalo có những cái phần file gửi trên nhóm Zalo ấy. Đây này, cô sẽ hướng dẫn luôn này. Đây nhá. Con sẽ nhìn thấy cái file của mình đúng không ạ? Đúng không? Thì con sẽ nhìn thấy này, trong cái phần Vâng. ảnh này và Em video đang này. ngủ rồi. Em làm được điều Con hòa. sẽ nhìn thấy ảnh Em và video nhá. Đấy, thì con sẽ nhìn nó ở xuống phía dưới này này. Đấy, những cái âm mà mình đã học rồi đây này. Con nhìn thấy trên hệ thống chưa? Xem tất cả các âm mà cô đã gửi cho các con đây này. Đấy, là cô đã ôn luyện cho các bạn rồi. Thế đâm ra là con sẽ xem lại nhé. Cái nào con chưa biết thì con có thể hỏi cô Thanh nhé. Để cô sẽ giải đáp cho con. Được không? Và các bạn khác cũng thế. Ôn luyện theo những cái âm này cho cô nhé. Luyện tập nhé. Được chưa ạ? Ok. Thế còn bây giờ hôm nay cô sẽ ôn lại cái phần về các cái câu giao tiếp nhé. Bạn Đức hôm trước làm bài kiểm tra được bao nhiêu điểm con? Con có đúng được hết không? 42 điểm rồi. 42 điểm mà. Vâng. Con có tích vào 45 câu không? Hay là con tích vào 42 câu? Con bị sai câu nào à? Vâng. Không bị sai Ừ. ba câu. Là câu nào? Là câu am afraid of Oh, I'm afraid of snake. Vâng. snake. Ok. Thế thì mình biết rằng đấy, trong quá trình mình luyện đúng không? Mình vẫn phải cố gắng hơn nữa nhé. Ok. Bây giờ các bạn có nghe thấy tiếng không? Đừng đến muộn ngày mai. Các bạn có nghe thấy không nhỉ? Nào bạn Có Duy và rồi. bạn bạn Duy phải bật mic bật 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 cam lên nào. Đừng tắt cam nha. Tắt cam cô không biết con có ngồi học không thì cô không biết được, thế đâm ra hãy bật cam lên nha. Rồi, bây giờ các con sẽ nghe này và ở ngoài thì nhại theo tác giả nhé.
Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late tomorrow. Don't be late tomorrow. Ok. Don't be late tomorrow. Đúng ạ. Thì cái câu này là gì? Đây. Con sẽ xem. Ok. Cái này thì cô đang chưa tải về rồi. Không sao. Cái này sẽ là gì? Don't be late tomorrow. Là nó ghi là mình không đọc là don't be late tomorrow nhé, mà do oh, nó là chữ oh, cái chữ này này nó sẽ phiên âm là oh, don't be late tomorrow. Don't be late tomorrow. Các bạn bật mic lên cùng đọc nào. Don't be late tomorrow. Don't be late Đúng rồi. Don't be late. Tiếp, bạn Đức nào. Don't be late Don't. tomorrow. Đúng rồi, Don't don't. be late tomorrow. Đừng đôn nhá. Oh, đậu, đậu ấy, như kiểu Don't. thi đậu, đậu, đậu đỏ, đậu xanh ấy. Cái chữ đậu, đậu ấy, đậu, thi đậu ấy. Thì cái chữ đậu, don't, don't, Don't. don't be late Don't. tomorrow. Don't be late Đúng rồi, don't. Đấy, nó giống như gần như, nó tomorrow. gần giống với cái câu mà đậu, đậu ấy, đậu xanh, đậu đỏ ấy. Don't, don't. Đấy, đậu xong rồi bật âm tờ lên. Don't, don't be late tomorrow. Nào các bạn cùng nghe nhé. Nó sẽ có hai ngữ điệu. Đừng đến muộn ngày mai. Don't be late tomorrow. Don't be late tomorrow. Don't be late Don't tomorrow. Đúng ạ? Các bạn cùng be late tomorrow. don't Don't be late tomorrow. Tức là tomorrow, tomorrow, late tomorrow, tomorrow. Đúng ạ? Don't be late tomorrow. tomorrow. Và một cái là don't be late tomorrow. Don't be Đúng rồi. Bạn Duy nào. late tomorrow. Đúng rồi, don't be late tomorrow. Bạn Đức nào. Don't Đúng rồi. Và nhớ cái câu này có nghĩa là gì? Đừng đến muộn ngày mai. Các bạn phải học thuộc nha. tomorrow. Và sau này cô sẽ không cho nhìn, cô chỉ cho nghe và cô hỏi thôi. Thế đâm ra là các bạn sẽ phải tốc độ nhá. Như đấy, bạn Đức bạn đã học rồi là bạn biết rồi đấy. Tức là một cái bài này là một bốn mươi mấy câu là ở trên lớp là chỉ có được khoảng tầm mấy phút nhà Đức nhỉ? 2 phút thôi đúng con? Đấy, là hỏi tốc độ là mình phải trả lời được 45 câu trong 2 phút. Không được, tức là chỉ khoảng tầm 1 đến 2 giây là trả lời xong một câu rồi. Thế đâm ra là các bạn đến mức như vậy. Em trả lời 45 câu trong vòng 4 1 phút 47 Thế cơ à? Được. Thế thì tốt. Trong nhóm của cô. con Cô hay vào con luyện 1.000 late câu. tomorrow. Chiếc xe đó có mới không? That That car new. car new? New? Đúng rồi. Is that car new? That car new? Đúng rồi. Bạn Đức nào? Is Ừ. that new? New. That car new? Is that car That car new? new? Đúng rồi. Một cái là is that car new? Is Một cái dạng is that car new? Đúng that ạ? Thì nó hỏi là gì? Cái xe đó có mới không? Chiếc xe đó Đúng có ạ? Is that car new? Đây có phải áo khoác của bạn không? your Oh. coat? Is Is it this your your coat? coat? Is this your... Is it your coat? Đúng rồi, một cái là lên giọng nhá. Một cái là is it your coat? Một cái là is it Is your it coat? your coat? Is Đúng it rồi, your cái coat. coat? Cái này này, để mà đọc đúng thì con chỉ cần đọc cái câu mà oh wow cấu câu sắc coat. Đúng không ạ? Coat. Ai cấu mình ấy, đó. Coat, nhưng mà phải bật Your âm tờ cuối lên là coat. Đúng không? Is it your coat? Is it your coat? Đấy. Thì con nghe lại. coat. Đấy, coat. Nhanh lên. Let's
Let's hurry. Let's hurry. Cái một cái là xuống giọng đúng không? Let's là đẩy xuống, đẩy s gì ra nhá. Let's hurry. Let's hurry. Một cái là let's hurry. Một cái là let's hurry. Let's hurry. Let's hurry. Let's hurry. Một cái là let's hurry. Một cái là let's hurry. Let's hurry. Đúng rồi, phải nhanh lên. Let's hurry. Con nói là một ai đó cần phải nhanh lên ý. Dường như mẹ nhanh lên. Mommy, let's hurry. Mom, let's hurry. Đấy. Ví dụ như là Đức mà muốn bảo em là em nhanh lên, đúng không? Là gì? Cô ơi. Ơi. Mình tay chữ let's hurry bằng chữ hurry up hoặc là quickly hoặc là quick, cũng được. Đúng không? Hurry up. Là nhanh lên cũng được. Đấy, nó có rất nhiều nghĩa nhá. Có một cái là nếu như mà con đề nghị một ai đấy thì nó là người ta hay dùng từ less nhiều hơn là cái sự đề nghị. Còn hurry up cũng được, cũng đúng, cũng vẫn là tương tự như vậy. Nó có nhiều cách dùng khác nhau á. Yeah. Nó có nhiều cách dùng nhá. Cái hurry up cũng là nhanh lên á. Ôi con, lúc ấy bố em bảo là đừng đến muộn ngày kia là gì cơ? À, đừng đến muộn ngày kia à? Là don't be late after tomorrow. Ngày kia là after tomorrow. After xong tomorrow. Đấy, nó là ngày kia. After tomorrow là đừng đến muộn ngày kia. Thì cái từ after tomorrow là chính là ngày kia đấy. Let's hurry. Let's hurry. Let's hurry. Đồ ăn nhẹ này là của họ. These snacks are theirs. Cái câu đầu tiên người ta nối âm nhé. Cái âm A này người ta nối với cái âm S của cái từ snacks. Đúng không? Thì nó là snacks are. Snacks are theirs. Tức là già. Đúng rồi. Cái này là this. Thì nhớ là âm Y căng nhé. Y căng là gì? Phương và Duy nhìn mồm cô này. Mìm nhìn mồm cô nhá. Âm Y căng là gì? Đấy. Căng sang hai bên và Y kéo dài. This. Một cái là this như là this số nhiều đúng không? Thì đấy là this. This là môi hưởng hờ. Thế này này là âm Y căng. Y. Vậy là this. Đúng không ạ? This. Snack. Đẩy em S ra nhá. This. Snack. This. There's. S ra. Ah, there's. This. Snack. There. Đúng rồi. Cái chữ A, cái there thì là âm R, nó là kết thúc của âm hữu canh, là âm R, đúng không? Thì nó là có độ rung của cổ họng. Thế đâm ra là âm S này nó sẽ là, nó hơi bị biến sang âm Z. Bởi vì nó là có âm R hữu canh ở đằng trước. Thế đâm ra nó sẽ bị biến đổi thành âm Z là Z. Nó hơi có rung như cái tiếng ve kêu ấy. Z. Đấy. Vậy là Z. Đấy. Thì là this snacks đúng không ạ? The theirs gọi là this snacks are theirs. Đúng rồi. This snacks are theirs. Thì là this snacks are theirs nhá. Nhưng mà khi mà đọc chậm thì chúng ta tách ra thì chính là gì? Đây, nếu mà chúng ta đọc chậm chúng ta không nối âm thì chúng ta lại đọc là these snacks are theirs. Đấy, thì là this snacks đẩy s ra, snacks are theirs. Đó là gì? A nó đọc hẳn ra luôn, nó không nối âm với s nữa. Và nó sẽ đọc là are theirs. Và nó cái từ snack thì con lại phải đẩy S ra. Còn nếu như mà cái nối đọc nhanh thì nó sẽ nối vào luôn là snacks are theirs. Còn nếu như mà đọc chậm thì sẽ là gì? Snacks đẩy S ra, sau đó là are theirs. Tách ra, đúng không ạ? These snacks are theirs. Hoặc là these snacks are theirs. Đấy. These snacks are theirs. Bạn có thích bánh mì kẹp xúc xích không? Do you like hot dogs? Đấy, cái ngữ điệu của nó là hot gì? Dogs. Do you like hot dogs? Và đẩy S của hot dogs cho cô. Hot dogs. Do you like hot dogs? Hot dogs. Do you like hot dogs? Chính xác. Do you like hot dogs? Do you like hot dogs? Đúng không? Do you like hot dogs? Tức là nó nhấn ở trọng âm từ like. Do you like hot dogs? Do you like hot dogs? Đúng không? Tức là bạn do có you like hot dogs? Không? Bánh mì hay xúc xích không? Ví dụ như là bây giờ con hỏi em của mình là thế con có ăn bánh mì cặp xúc xích không?
đúng không? Thì sẽ nói như nào? Em có thích ăn ăn em có thích bánh mì kẹp xúc xích không? Do you like hot dogs, đúng không? Hay là do you like pizza? Hay là do you like gì? Rice. Hoặc do you like porridge, là thích cái thích cháo không? Em có thích ăn cháo không? Là porridge, đúng không? Do you like porridge? Đó, bạn có thích ăn cháo do không? Do you like baking? À, hoặc là do you like candy, đúng không? Bạn có thích kẹo không? Đó, bạn có thích ô tô không? Do you like cars, đúng không? Toy cars, đó. Những cái đấy con có thể áp dụng hàng nghìn câu hỏi khác nhau. Nhưng mà cái mẫu câu là gì? Bạn có thích cái gì không thì là gì? Do you like, đúng không? Something, đúng không ạ? Thì mình sẽ cho vào đó. Bạn làm nghề gì? Thế bây giờ con muốn hỏi như là bạn làm nghề gì? Tôi là học sinh. What do you do? What do you do? Thay từ what do you do bằng từ what is your job đúng không? What? Yes, được con. Đúng rồi, câu đấy con cũng có thể làm được nha. Câu đấy cũng vẫn đúng nha. What do you do? What do you do? Nào các bạn đọc nào. What do you do? Đúng rồi. Bạn Phương nào. What do you do? Đúng rồi. Bút chì này là của tôi. This pencil is mine. This cái câu này có hai cách đọc nhá. Một cái là đọc như bình thường là mình tách âm như ở trên trường đúng không? Là this. Nhớ là cái this này khác với âm this kia nhá. Là gì? Y ngắn thôi đúng không? Y này nó sẽ không phải là y kéo dài nữa mà nó đọc là this. This. Môi của con rất thả lỏng, môi ra và thật ngắn thôi là y. Y ngắn thôi. Là this. Còn cái kia là y dài là số nhiều đúng không? Là these. These. Đó, khác nhau nha. Một cái là these và cái này là this. This. Đấy, hai cái âm y khác nhau nha. This pencil. Đúng không ạ? Tiếp theo, cái có thể tách âm ra là this pencil is mine. This pencil is mine. Mine. Mine thì nhớ chữ N nhá, chữ N nhá, kết thúc bằng chữ âm N là mine. This pencil is mine. Thế còn nếu như nối âm ở đây là gì? Cái is này con sẽ nối với chữ L này. Nó đọc là Liz. Liz. This pencil is mine. This pencil is mine. This pencil is mine. Đúng rồi. This pencil is mine. Đúng rồi. Nào bạn Phương đọc cho cô nào. Một cái hai cách nào. Một cái là không nối âm và một cái nối âm nào. This pencil is mine. Rồi tiếp. Pencil is mine. Đúng rồi. Một cái nhá. This. Rồi cái con đọc này. This pencil. This pencil is mine. Is mine. Mine. Đúng không? Thì cái này con sẽ tách ra, con không nối âm đúng không? Là is mine không thôi đúng không? Thế còn cái này này, con nối âm này, chữ L này, con nối với chữ này vào thành list. List ngay lập tức nhá. Là L I L I S này. List. Vậy là this pencil is mine. Mine. Đúng rồi, it's mine. Đấy là nối âm của chữ L này vào nhá. Được chưa ạ? Thì con sẽ nối âm của cái chữ L vào là this special is mine. This special is mine. Con đọc lại đi, không sao đâu. Đọc đi. Con đọc lại nhá. This pencil is mine. Đúng rồi. This pencil is mine. This pencil is mine. This pencil is mine. Rồi, giỏi lắm. Làm tốt lắm. Bạn Duy nào? Mãi mới đọc. Không sao, cố gắng. Con làm được rồi đấy. This pencil is mine. This mine. Mine. Nhớ là mine xong ẩn. Mine. Mine. Đúng rồi. This pencil is mine. This pencil is mine. Đúng rồi. Còn đấy là cách nối âm là list đúng không? Bởi vì âm is này con nối với âm L thì nó là list đúng không? L I L I huyền list luôn đúng không? Vậy là this pencil is mine. Còn nếu như tách âm ra thì nó là gì? This pencil is mine. Thì tách ra con sẽ không chỉ thành chữ list nữa mà thành is mine đúng không ạ? Thì tách nó ra.
là this pencil is mine và một cái là this pencil is mine. Rồi tiếp nha. This pencil is mine. Đấy, cái này không nối âm này. This pencil is mine. Cái này là this pencil is mine. Anh ấy không nói được tiếng Anh. He can't speak English. Đúng rồi. He can't speak English. Là cái này này nối âm này. Thinking huyền kinh này. Speaking English, đúng không ạ? Nối âm mà chữ speak mình sẽ in English đúng không? Thì là English thì lại nối với chữ âm cờ này vào. Các bạn hãy để ý nốt vào nhá, bạn Phương nốt vào nhá. In sẽ nối với âm kình vào. Âm ca thì sẽ thành cái chữ speaking đúng không ạ? He can't speak English, đúng không? He can't speak English. Nào các bạn cùng đọc nhá. He can't speak English. He can't speak English. Speaking English, speaking. Speak English. Đúng rồi. He can't speak English. Đúng rồi. He can't speak English. He can't speak English. Và cái tiếp theo nhá. Bạn Duy đọc thử cho cô từ này nào. He can't speak English. He can't speak English. Speak English. Speaking English. Bởi vì cái English này rồi đúng không? Cái chữ ing này rồi đúng không? Nó đã nối được với chữ cờ rồi thì nó là speaking. Xong cái chữ lịch vào xong là xong. Con không cần phải thêm một lần English nữa. Thì con sẽ là speaking lịch thôi. Còn nếu như mà con nói là speak English thì cái speak English là tách rời ra, nó có hai cách nhé. Con đang đọc cái là he can speak English là cũng đúng. Nhưng mà cái đấy là nó sẽ không nối âm. Và nó sẽ là speak English. Đấy, he can speak English là đúng. Và cái đấy là nó sẽ không nối âm. Nhưng mà nếu như con nối âm vào thì nó là he can't speak English. Speak English. Đó là nó sẽ không còn chữ ing nữa mà nó sẽ chuyển thành chữ kình. Bởi vì nó nối với âm ca. Thế nó là speak English. He can't speak English. Cameroon. Nào bây giờ con thử nối âm của từ he can't speak English này. Con đọc thử nào. Con đọc theo cô nhá. Speak English. Speak English. Speaking lịch, speaking lịch đi. Đây này, cô sẽ viết cho con này. Speaking English. Đúng rồi. Đó là he này. He này. Speak này. Speak. Đúng không ạ? Speak. Speak này. King. 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 Đợi chút xíu. King. King lịch nhá. Cái này là King lịch. Đó là cái này là dấu huyền con nhá. Cái này này. Nó là dấu huyền. Cô ghi chữ trò vào đi nữa. Thì dấu S nó sẽ thành huyền rồi. Cô ghi xóa chữ trò đi. Cô ghi chữ K vào. Chữ trò hả? Vâng. Xong cô, sao cô xóa cái in đi. Ừ, giỏi. Xong cô biết là in. À, trình. Đúng không? Xong cô xóa chữ trò đi. Thay đó bằng chữ cò. Trình. Đấy, à. Nó là he speak English. À, he can't speak English. He can't speak English. He can't speak English. English. Đúng rồi, speak English. Speaking. Đúng rồi, he can't speak English. He can't speak English. Đúng rồi, đấy thì con nối vào nhá. Cái chữ English đúng không? Nó có hai kiểu là English đúng không? He can't speak English đúng không? Như cái English này, cái chữ ing này rồi, nó bị nối với cái âm ca này, nó thành chữ kình luôn cho cô nhá. Là speaking English luôn. Con bỏ chữ ing luôn, bởi vì con sẽ nối với chữ ing này thành chữ ca, nó thành chữ kình luôn nhá. Là he can't speak English. Được chưa ạ? Các bạn hiểu cái chỗ này chưa? Bạn ghi rõ chưa? Các bạn nếu chưa biết thì viết phiên âm vào trong tờ giấy của mình đi. Để khi nào mà về luyện mình sẽ đọc được tốt hơn này. He can't speak English. Viết vào cho cô nào. Bạn Phương viết vào cho cô nhá. Viết vào cái phiên âm bằng tiếng Việt này cho cô để nếu như các con có quên thì con có thể nhớ và hình dung ra được hơn nhá. Cảm ơn Độ nhá. Con rất là thông minh đấy. Wow. Yeah, he can't speak English.
Rồi, cô sẽ giao cho các bạn đến cái câu này thôi nhá. Thì các bạn đến ngày thứ ba các bạn sẽ học thuộc cho cô từ đầu câu đến đến cái mà tôi không thể nói được tiếng Anh nhá. Bạn Phương nhớ chưa? Và ôn kỹ bài con vẹt cho cô nhá. Tuần sau là kết thúc của buổi học con vẹt đấy. Thế đâm ra là các bạn sẽ phải yêu cầu là toàn bộ các bạn sẽ phải học tốt bài con vẹt cho cô nhá. Được Cô không? anh gì Hả? Sao con? kiểm tra anh gì Anh Di à? á? Anh Di là sẽ phải kiểm tra thêm. Cô sẽ cho thêm một buổi nữa để viết, ngày nào cũng viết cho cô nhá. Cả con cũng thế, cũng sẽ phải viết hàng ngày cho cô gửi trong nhóm nhá. Được không? Bởi khi con viết ra thì con mới thuộc được hơn. Nếu như con chưa học thuộc được thì con cần phải viết nó ra để học thuộc. Được không? Duy ơi, bạn Duy đâu? Nhớ học thuộc bài con vẹt cho cô nhá. Chép bài ra nhá. Gửi hàng ngày cho cô nhá, Duy nhá. Và trong quá trình chép là con phải học thuộc đấy nhá. Bây giờ Duy, con đọc đi. Con đọc cả bài con vẹt đi. Đức cũng thế, cậu Đức ôn lại một lượt, hai lượt chắc con cũng sẽ nhớ bởi con đã thuộc rồi. Nhưng mà con sẽ ôn lại nhá. Để đến chủ nhật tuần sau là cô kiểm tra toàn bộ đấy. Không có bạn nào đừng nói lý do là ô em chưa thuộc nha. Bạn nào chưa thuộc thì chắc thành hai lần đó. Được không? À. Em Ok. ghi đúng không cô? À, đúng. Hình như em ngày Giỏi. nãy người ta đọc là lịch. À, Lịch. đúng rồi. Đúng 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 thầy em vào cho cô nhé. Bởi vì thêm S gì. Sorry con. Đúng là bạn Đức bạn ý thể bạn ý viết thêm cho cô đúng phát hiện ra đúng cho cô đấy. Thêm S gì nữa nhá. English, Kinglish là phải S gì ra. Đấy cái này này là cái thứ hai ấy mà bạn ý viết ở dưới ấy, có thêm S gì của chữ lịch ấy, mới là đúng nhá. Bởi vì phải có để S ra đó. Cô quên cô chưa ghi vào đó. Can't speak English. Đúng không ạ? Hãy chép vào nhá. Rồi, bài tập của chúng ta thì là như vậy nhá. Bạn Duy và bạn Phương nhớ bài tập của mình chưa? Rồi, ok, good job. Và bạn Đức thì cũng nhớ bài tập của mình chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng mình sẽ chụp ảnh với nhau. Để con đi vào đây, cho con thêm ảnh vào cho xinh tươi nè. Cô đây À, được. Cho cái cam lui xuống. Ôi trời ơi, làm con ma à. là con Trông ma, con đang muốn có anh chị ăn. trông như là người tặng hình ý. Đúng rồi, tao nhìn mà. Ôi, trông bạn Đức trông như tặng hình ấy. Bạn Đức để lại mặt đi, trông sợ lắm. Thật là đáng sợ luôn ý. Nào, một, hai, ba. Bắn đi nào. Bạn Đức để xuống cái cam để cho trước mặt cả mặt đi. Rồi, Con ok. đâu con chính, đâu con chính. Ok. Được chưa? Nào, Ok cô rồi. lấy 1, 2, 3 nhá. Cô làm nhiếp ảnh nhá. 1, 2, 3. Rồi, quá đẹp. Lung linh luôn. Linh. Gửi vào nhóm. Xem nha. Xem cô cháu mình hôm nay tươi như thế nào nhá. Xinh không?